rộn ràng đón Tết với cơn bão khuyến mại siêu khủng tại Hết Vĩnh Cát. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, khi quý khách mua xe tại Hết Vĩnh Cát sẽ được nhận ngay một lượt quay trúng thưởng với tỷ lệ trúng cực cao. 99 giải đặc biệt là SH350i đẳng cấp, 999 giải nhất là Honda Vision sành điệu. Đặc biệt, khi mua WinX tại Hết Vĩnh Cát, quý khách sẽ được nhận ưu đãi lên đến 14 triệu đồng, tặng ngay một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s, tặng ngay một chiếc áo đội hình mơ ước cực chất cho 4.000 khách hàng đầu tiên. Khách hàng khi mua xe Vision, Wayanfa và Blade sẽ được nhận ngay một chiếc thẻ điện thoại trị giá 600.000. Chương trình hỗ trợ trả góp chỉ từ 0,79%. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần căn cước công dân cộng với sổ khẩu hoặc giấy phép lái xe. Cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Giải nhất là một chiếc lò vi sóng Roller 20 lít, giải nhì là bếp từ Kangaroo, giải ba là nồi cơm điện Golsan và 10 giải khuyến khích, mỗi giải là một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu. Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác khi mua xe tại cửa hàng. Đến Hết Vĩnh Cát, mua xe xịn, dinh quà cực khủng các bạn nhé!